Anh tên Tony, anh sống Sibolo. Tiệm nail là Ly Nail. Anh làm nail được 8 năm. Trước đó 2 năm là 4 năm. Mà sau anh take care over cái tiệm của chủ cũ. Tại khi mình làm ở đây lâu rồi, nó khách quen rồi. Với cái lượng khách nó cũng ổn định với khách hiện nay. Thì khi mà anh làm tiệm này thì chủ tiệm cũ đã có cái phần mềm này rồi. Thì bởi vì anh thấy nó dễ sử dụng và nó cũng nói chung là dễ hiểu, dễ sử dụng. Lúc in vô thì em biết được cái người thợ vô bao nhiêu rồi làm bao nhiêu tiền. Ví dụ như muốn biết thợ làm bao nhiêu tiền, chồng thường làm được mấy thên thì mình check được hết. Rồi mình biết cách tính thên cho nó dễ, ok. Thứ hai giống như khách book in thì mình biết khách cần cái gì, người nào khách muốn người nào làm, ok. Cuối tháng thì em muốn, cuối ngày em muốn coi lại là người làm bao nhiêu tiền cuối ngày và tổng số tiền của tiệm làm bao nhiêu ngày, mình không cần phải ghi giấy. Rồi cuối tháng thì cứ bấm tính tiền giống vậy thôi. Giống như là khách hàng sign in vô thì em có cái information của khách đi. Khi mà em tính lộn tiền chẳng hạn, em gọi cho khách được. Em có cái công ty sẽ hỗ trợ em lấy lại số tiền đó. Rất là dễ, nó hay. Phần mềm này thì ví dụ như tiệm anh có thể 80% là người biết sử dụng. Tại vì mọi người đều lên tự, có thể tự tính tiền. Tự giữ receipt. Khi mà tính tiền khách thì mình có cái receipt hay đây, rồi thợ có một cái receipt riêng của thợ nữa. Rồi mọi thứ đều đơn giản hết, mấy người thợ vẫn sử dụng được. Mình làm đây cũng được gần một năm. Cái máy này rất là tiện, rất là dễ dùng. Mình xài vài lần thì mình làm quen được cái sản phẩm. Cũng rất là tiện, không có gì mà khó khăn. Tính tiền cho khách thì không quá là đơn giản. Cái phần mà mình lấy hàng rồi nó cũng rất là tiện. Phone khách, rồi information của khách rất là rõ ràng. Khi mình xài phần mềm này là cái anh hài lòng khoảng 90%. Nó hát rất là nhiều. Với cái cách service mà giống như mình gọi lên công ty thì hát mình rất là nhiều. Em hy vọng cái sản phẩm mới nó sẽ hoàn thiện hơn, là nó hát được cái quảng cáo luôn. Ví dụ như bây giờ mình lên trên Facebook thì mình phải update cái hình ảnh, đúng không? Mỗi ngày thì cái hy vọng là trên cái công ty sẽ hỗ trợ mình chuyện đó. Rồi check in giống như show những cái gì mà khách nó muốn, hoặc là tiệm mới làm xong show lên đây hết, quảng cáo cho khách mới và cái sau khi xài cái chương trình 6 tháng miễn phí đó, thì anh hy vọng nó khách hàng sẽ biết nhiều hơn, cái quảng cáo của tiệm nó sẽ khách biết nhiều hơn, cái tiệm nhiều khách hơn.